Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc huyện đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, là cơn bão số 1 trong năm 2024, có tên quốc tế là Mileski. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km một giờ, đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trở lại với thời tiết trên đất liền, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí mát cuối mùa yếu đi. Miền Bắc trời còn mây nhiều, nhưng mưa giảm nhanh còn vài nơi, nền nhiệt đêm từ 23 đến 26 độ. Còn trong ngày mai thì các tỉnh miền Bắc trời có nắng, mức nhiệt trong ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 31 đến 34 độ. Với miền Trung, ngày mai buổi sáng mây nhiều, nắng gián đoạn, trưa và chiều thì mây giảm, nắng nhiều hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Ở phía Nam trong ngày mai, trong khoảng thời gian sáng và đầu giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo nhưng cường độ không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên vào khoảng 31 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ. Chiều tối và tối mai thì ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông trở lại, diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có điểm mưa to và dông mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.